Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series chuỗi bài tập của sinh viên đại học EDX. Và mình là Nhung, sinh viên khóa 2 của đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HB25. Và quay trở lại với chuỗi video bài tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần ghi âm sách của bộ môn nguyên lý kế toán. Đây sẽ là cuốn sách ghi âm đầu tiên của bộ môn này. Thì mình được giao bài tập là ghi âm cuốn sách báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett. Và đây là, theo như mình tìm hiểu thì đây là một cuốn sách rất phù hợp cho những ai đang tìm hiểu về kế toán này, tài chính doanh nghiệp hoặc là đầu tư kế toán hoặc về những về cái ngân hàng gì đó. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì mình sẽ đi vào ghi âm cuốn sách nhé. Đầu tiên là phần lời giới thiệu. Tôi đã là con dâu của Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất và giờ đây là nhà từ thiện vĩ đại nhất thế giới. Trong 12 năm từ năm 1981 đến năm 1993, không lâu sau khi lập gia đình với con trai của Warren, Peter, và rất lâu trước khi hầu hết phần còn lại của thế giới bên ngoài phố Wall biết đến Warren, tôi đã đến thăm quê nhà của họ tại Omaha. Trong khi lưu lại đó, tôi đã gặp một nhóm người học viên nhiệt tình, vốn hâm mộ sự uyên thâm của nhà đầu tư ưu tú này. Họ tự giới thiệu mình là những người theo trường phái Buffett. Một trong những thành viên thành công nhất, David Clark, đã giữ kỹ những quyển ghi chú về những bí quyết đầu tư của Warren, được viết một cách khá tỉ mỉ và đọc rất là hấp dẫn. Các quyển ghi chú này là nền tảng để sau đó chúng tôi hình thành nên các quyển sách về đầu tư bán chạy nhất thế giới, ví dụ như là Đạo của Warren Buffett, Học thuyết Buffett, Bài tập Học thuyết Buffett và Học thuyết Buffett mới, đến giờ đã được xuất bản bằng 17 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Do Thái này, tiếng Ả Rập, tiếng Hoa và tiếng Nga. Sau thành công vang dội của quyển Đạo của Warren Buffett, tôi đã gặp David tại hội trường thường niên 2007 của công ty Berkshire Hathaway tại Omaha. Chúng tôi vừa ăn trưa vừa thảo luận về lịch sử của ngành phân tích đầu tư. David cho rằng ngành phân tích đầu tư trong thời gian cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã tập trung chủ yếu vào việc xác định khả năng trả nợ và khả năng tạo lợi nhuận của một công ty nhằm mục đích phân tích trái phiếu. Và Benjamin Graham, ông chủ của phố Wall và là thầy của Warren, đã ứng dụng các kỹ thuật phân tích trái phiếu sơ khai vào việc phân tích các cổ phiếu thông dụng. Nhưng Graham không bao giờ phân biệt giữa một công ty đang có lợi thế cạnh tranh dài hạn so với các đối thủ cạnh tranh và một công ty không có lợi thế đó. Ông chỉ quan tâm liệu công ty có đủ khả năng tạo lợi nhuận để giúp nó thoát khỏi khó khăn về kinh tế đã đẩy giá cổ phiếu giảm liên tục hay không. Ông không quan tâm đến việc sở hữu cổ phiếu của một công ty trong 10 hay 20 năm. Nếu giá không biến động sau 2 năm, ông liền bán cổ phiếu đi. Không phải là Graham đã lỡ chuyến tàu, mà chỉ là ông ấy không lên đúng chuyến tàu giúp ông trở thành người giàu nhất thế giới như Warren. Ngược lại, sau khi khởi đầu sự nghiệp với Graham, Warren đã khám phá ra khía cạnh kinh tế tuyệt vời của việc tạo ra tài sản của một công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn so với các đối thủ. Warren đã nhận ra rằng càng nắm giữ cổ phiếu của một trong những doanh nghiệp tuyệt vời này lâu bao nhiêu thì bạn sẽ càng giàu có bấy nhiêu. Trong khi Graham cho rằng tất cả các doanh nghiệp siêu sao này đều được định giá quá cao, Warren lại nhận ra rằng ông không cần phải đợi đến khi thị trường chứng khoán có giá hời, mà ngay cả khi trả một mức giá hợp lý thì ông vẫn có thể có siêu lợi nhuận. Trong quá trình khám phá các lợi ích của việc sở hữu một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh dài hạn, Warren đã phát hiện một bộ công cụ phân tích độc đáo giúp xác định các dạng doanh nghiệp đặc biệt. Tuy được bắt nguồn từ trường phái cũ của Graham, nhưng cách nhìn nhận sự việc mới mẻ đã giúp ông xác định liệu công ty có thể tồn tại sau khi trải qua các vấn đề hiện tại hay không. Phương pháp của Warren cũng đã cho ông biết liệu công ty đang được xem xét có sở hữu một lợi thế cạnh tranh dài hạn, giúp ông thật giàu có trong tương lai hay không. Vào cuối bữa ăn trưa, tôi đã hỏi ý kiến của David liệu chúng tôi có thể viết lên một cuốn sách nho nhỏ.
dễ sử dụng để hướng dẫn đọc báo cáo tài chính của công ty hay không. Quyển sách đó sẽ sử dụng bộ công cụ độc đáo mà Warren đã phát triển để khám phá các doanh nghiệp có lợi nhuận tuyệt vời này. Tôi đã hình dung ra một quyển sách đơn giản và dễ hiểu để hướng dẫn các nhà đầu tư cách đọc báo cáo tài chính của một công ty để tìm kiếm các dạng công ty giống như Warren đã tìm. Đó sẽ là một quyển sách không chỉ giải thích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì, mà còn chỉ cho các nhà đầu tư nên tìm kiếm những gì nếu họ cũng đang đi tìm một công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn như Warren. David rất thích ý tưởng này và chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi đã trao đổi rất nhiều lần về các chương của quyển sách mà bạn đang cầm trên tay. Đó chính là quyển báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett. Chúng tôi hy vọng quyển sách này sẽ giúp bạn tạo được sự thay đổi như Warren đã từng tạo ra bằng cách giúp bạn vượt qua các mô hình định giá thuộc trường phái Graham như Warren đã làm và khám phá sức mạnh tạo nên sự giàu có dài hạn phi thường của một công ty lợi thế cạnh tranh bền vững hơn các đối thủ. Trong quá trình đó, bạn sẽ tự thoát khỏi các giao dịch tốn kém của phố Wall và có cơ hội tham gia vào hội những nhà đầu tư khôn ngoan trên toàn thế giới, những người đang trở nên quá giàu có, đang tiếp bước nhà đầu tư huyền thoại và tài ba này. Tác giả Warren Mary Buffett, tháng 7 năm 2008. Lời tựa. Quyển sách báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett là một trong số những quyển sách nhận được mức cho điểm 4 sao. Dưới cái so sánh là mức cao nhất là 5 sao. Thì trên trang giao dịch trực tuyến thông dụng của Amazon, tính đến thời điểm quyển sách này được dịch xong, ở góc độ người đã học và làm việc trong lĩnh vực tài chính có thể nhận đây là quyển sách tốt ở mức độ nhập môn dành cho các nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu về báo cáo tài chính. Như nhận định của một số độc giả tham gia chấm điểm quyển sách trên trang Amazon, quyển sách này là một cách dẫn dắt thú vị và sinh động đến với những khái niệm tẻ nhạt về báo cáo tài chính. Những ai đã tham gia các khóa học về tài chính kế toán ở các trường đại học hay các trung tâm đào tạo có thể đều có chung quan điểm rằng học về báo cáo tài chính thật không có gì thú vị bởi cách tiếp cận khô khan của nhiều quyển sách giáo khoa hay tài liệu hướng dẫn. Và do đó, một cách giúp những người mới tìm hiểu về báo cáo tài chính không ngán bữa ăn tìm hiểu về báo cáo tài chính ngay từ món khai vị là giới thiệu họ tìm đọc một quyển sách hay như thế này. Đối với những độc giả am hiểu nhiều về tài chính và kế toán, đây có thể làm một quyển sách gây nhàm chán và tạo ra nhiều tranh cãi. Có những lỗi nhất định tồn tại trong quyển sách và đứng ở góc độ một chuyên gia, có nhiều ý tưởng có thể là không chính xác. Tuy nhiên, nếu các chuyên gia này cần giới thiệu cho một khách hàng, người thân hay bạn bè mới bắt đầu quan tâm với đầu tư chứng khoán, một quyển sách có thể khiến họ đọc giải trí mà có thêm chút hiểu biết về báo cáo tài chính thì quyển sách này thật không tồi. Đã từ lâu báo cáo chí bình phẩm rằng nhiều nhà đầu tư của chúng ta có thiếu kiến thức căn bản về đầu tư, bao gồm kiến thức về báo cáo tài chính. Và với những nhà đầu tư bận rộn đó, các chuyên gia tư vấn, phân tích đầu tư của các công ty chứng khoán không thể nào giới thiệu một quyển sách chuyên ngành viết tỉ mỉ, chuyên sâu dày 700 trang như sách của Benjamin Graham, bộ ba Bodai, Kane, Mark Crutz, Kurtz hay Seven Penman. Không ít bạn bè của chúng tôi đã mua những quyển sách rất chuẩn mực đó về và ít khi đọc tới vì họ không đủ kiên nhẫn để thưởng thức những món ăn cao cấp nhưng kén đối tượng ấy. Nhưng quyển sách này, theo cách nhìn của chúng tôi, là một món ăn bình dân tạo một hứng thú nhất định cho người đọc tiếp tục theo đuổi những kiến thức nâng cao, chính quy hơn và hoàn chỉnh hơn trong những quyển sách dày hàng trăm trang khác. Hãy nhìn vào một ví dụ có phần khập khiễng khác. Nhiều chuyên gia trong ngành mô hình tài chính, quản trị rủi ro và xác suất thống kê từ các nhà nghiên cứu lẫn thực tiễn chỉ trích không ít về quyển sách Thiên Nga Đen của Nicholas Nassim Taleb về một số quan điểm và cách giải thích một số vấn đề của ông. Về mặt chuyên môn, có nhiều chỉ trích là hợp lý, tuy nhiên cách diễn đạt của Taleb đơn giản và dễ hiểu, quan điểm cuốn hút nên quyển sách của ông vẫn có nhiều người tìm đọc. Vì vậy, khác với những quyển sách về Buffett khác, quyển sách này có tác dụng tạo hứng thú cho những người mới tìm hiểu về sách đọc báo cáo tài chính và thông qua đó nắm bắt những nguyên lý cơ bản để tìm kiếm những mỏ vàng,
Từ những thông tin trên, báo cáo này để phục vụ cho việc đầu tư, mà quan trọng là tìm kiếm lợi thế cạnh tranh bền vững từ những con số tưởng chừng vô hồn. Những khóa giảng dạy ngắn hạn hoặc dài hạn về báo cáo tài chính có thể tận dụng một số nội dung và cách diễn đạt trong quyển sách này để tạo hứng thú trước khi dẫn dắt đến với những nội dung chính quy hơn, đòi hỏi nhiều cố gắng hơn và dễ gây nhàm chán hơn. Một món khai vị tốt có thể khiến bữa ăn trở nên hoàn hảo hơn. Riêng đối với những độc giả là những chuyên gia có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về tài chính kế toán, chúng tôi không mong đợi quyển sách này sẽ đem lại thật nhiều bổ ích cho các bạn. Nhưng biết đâu, đâu đó trong quyển sách này bạn vẫn sẽ tìm thấy một ý tưởng gì đó cho riêng phương pháp đầu tư hay cách hướng dẫn nhà đầu tư, giải thích một vấn đề cho khách hàng hay đồng nghiệp. Đôi khi ý tưởng đến từ nơi ta không thể ngờ tới. Chúc các độc giả tận hưởng món khai vị với báo cáo tài chính tuyệt vời này theo cách ăn kiểu buffet. Và trên là phần giới thiệu, mở đầu và tựa đề của cuốn sách Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chương 1 của cuốn sách này. Chương 1 có tựa đề là Hai khám phá vĩ đại đã đưa Warren trở thành người giàu nhất thế giới. Vào giữa thập niên 1960, Warren bắt đầu nghiên cứu lại các chiến lược đầu tư của Benjamin Graham và đã chú ý đến hai khám phá thú vị về các dạng công ty tạo ra các khoản đầu tư tốt nhất và nhiều tiền nhất trong dài hạn. Cho đến thời điểm đó, Warren đã tận dụng chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của Graham. Nhưng sau các khám phá này, ông đã thay đổi và tạo ra chiến lược đầu tư thành công nhất từ trước đến nay trên thế giới. Mục đích của quyển sách này là tìm hiểu kỹ hai khám phá của Warren. Làm thế nào? Một, làm thế nào bạn nhận diện được một công ty ngoại hạng có lợi thế cạnh tranh bền vững? Hai, làm thế nào để bạn định giá một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững? Để giải thích chiến lược độc nhất của ông hoạt động như thế nào và ông đã sử dụng được các báo cáo tài chính ra sao để biến chiến lược thành thực tiễn, một thực tiễn đã đưa ông thành người giàu nhất thế giới. Chương 2. Dạng công ty giúp Warren trở thành tỷ phú. Để hiểu được khám phá vĩ đại thứ nhất của Warren, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của phố Wall và những tay chơi chính ở đó. Bên cạnh việc cung cấp nhiều dịch vụ cho các doanh nghiệp, trong vòng 200 năm qua, phố Wall đã đóng vai trò là một sòng bạc lớn, nơi các con bạc gambler dưới lốt những nhà đầu cơ speculator đã đặt cược những ván khổng lồ vào xu hướng giá cổ phiếu. Trước đây, một số con bạc đã đạt được sự giàu có, danh vọng và trở thành những nhân vật sáng chói trên các tạp chí tài chính mà mọi người thích tìm đọc. Đại gia kim cương Jim Brady và Bernard Bagruch là một vài hình ảnh đại diện cho những nhà đầu tư giỏi giang của thời đại đã đập vào mắt công chúng. Ngày nay, các nhà đầu tư tổ chức bao gồm các quỹ tương hỗ, quỹ đầu cơ và các tổ chức ủy thác đầu cơ đã thay thế các nhà đầu đã thay thế các nhà đầu cơ thành công rực rỡ trong quá khứ. Các tổ chức này quảng cáo bản thân ra công chúng như là những tổ chức chọn lựa cổ phiếu giàu kinh nghiệm, phô trương kết quả hàng năm như những miếng mồi quảng cáo với một đám đông thiển cận đang hăm hở làm giàu một cách nhanh chóng. Như một quy luật, các nhà đầu cơ chứng khoán có xu hướng trở thành một nhóm người khó điều khiển. Họ mua vào khi nghe tin tốt rồi lại bán ra khi có tin xấu. Nếu một cổ phiếu nào đó không biến động trong vòng một vài tháng, họ sẽ bán đi và tìm một loại khác. Những con bạc giỏi nhất của thế hệ mới này đã phát triển các chương trình máy tính phức tạp để đo vận tốc giảm giá hay tăng giá của một cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu của một công ty đang tăng đủ nhanh, máy tính sẽ quyết định mua vào. Còn ngược lại, nếu giá cổ phiếu giảm đủ nhanh, máy tính sẽ quyết định bán ra. Chính điều đó đã tạo ra quá trình các đợt mua vào bán ra của hàng ngàn loại cổ phiếu khác nhau.
Do đó, nếu những nhà đầu tư dựa vào máy tính này mua vào một cổ phiếu trong hôm nay và sau đó bán ra vào ngày mai thì cũng không có gì lạ. Giám đốc của các quỹ đầu cơ cũng sử dụng hệ thống này và có thể tạo ra rất nhiều tiền cho các khách hàng của họ. Nhưng ở đây cũng có một cái bẫy, họ cũng có thể làm thiệt hại rất nhiều tiền của khách hàng. Và khi bị thiệt hại, những khách hàng đó nếu còn lại một chút tiền liền gượng dậy và bỏ đi tìm một tổ chức đầu tư mới có thể lựa chọn cổ phiếu cho họ. Đã có quá nhiều những câu chuyện về sự trỗi dậy và sụp đổ của cả các tổ chức đầu tư chứng khoán đang lên và sắp xuống. Cơn sốt mua bán đầu cơ này đã diễn ra trong một thời gian rất dài. Trong những năm 1920, một trong những cơn sốt mua vào cổ phiếu lớn nhất mọi thời đại đã đưa giá cổ phiếu lên cao ngất ngưỡng. Nhưng đến năm 1929, làn sóng phá sản đã xuất hiện làm giá cổ phiếu bổ nhào. Vào đầu thập niên 1930, một chuyên viên phân tích trẻ tuổi mạnh dạn tại phố Wall tên Benjamin Graham đã ghi nhận rằng phần lớn các tổ chức đầu tư cổ phiếu đang lên tại phố Wall không hề quan tâm đến tình hình kinh doanh trong dài hạn của các doanh nghiệp mà họ đang bận mua đi bán lại. Tất cả những gì họ quan tâm là liệu giá cổ phiếu lên hay xuống trong ngắn hạn mà thôi. Graham cũng nhận xét rằng trong khi theo đuổi các cơn sốt đầu cơ, đôi lúc những tổ chức đầu tư cổ phiếu đang lên sẽ đưa giá cổ phiếu lên đến mức lố bịch nếu xét về mối quan hệ với thực trạng kinh tế trong dài hạn của hoạt động kinh doanh cơ bản. Bên cạnh đó, cũng chính các tổ chức này đôi khi lại khiến giá cổ phiếu liên tục đến những mức giá tồi tệ, khi đó họ cũng đã bỏ qua các triển vọng dài hạn của doanh nghiệp. Graham đã nhìn thấy một số cơ hội kiếm tiền quá lớn ở các mức giá thấp này. Graham đã lập luận rằng nếu ông mua các doanh nghiệp có cổ phiếu bị bán đổ bán tháo ở các mức giá dưới giá trị thực trong dài hạn, cuối cùng thị trường sẽ thừa nhận sai lầm và đưa giá lên cao trở lại. Một khi giá tăng, ông có thể bán ra để kiếm lời. Đây là nền tảng của những gì mà ngày nay chúng ta biết đến như học thuyết đầu tư theo giá trị. Graham là cha đẻ của học thuyết này, tuy nhiên chúng ta cần phải nhận ra rằng Graham đã không thật sự quan tâm việc ông đang mua dạng doanh nghiệp nào. Trong thế giới của ông, mỗi doanh nghiệp đều có một mức giá hời. Ngược về những năm 1930, khi bắt đầu thực hành học thuyết đầu tư dựa trên giá trị, ông đã tập trung tìm kiếm các công ty đang được mua bán với giá trị bằng phân nửa lượng tiền mặt mà công ty đang nắm giữ. Ông gọi đó là mua một USD với giá 50 xu. Ông cũng áp dụng các nguyên tắc khác, chẳng hạn như không bao giờ mua các giá cao hơn 10 lần lợi nhuận của công ty và sẽ bán đi cổ phiếu nếu nó tăng giá 50%. Trong vòng 2 năm, nếu cổ phiếu đó không lên giá, ông sẽ bán đi bằng mọi giá. Đúng vậy, tầm nhìn của ông ấy dài hạn hơn một chút so với tầm nhìn của các nhà đầu cơ phố Wall. Nhưng thực tế là ông hoàn toàn không quan tâm đến việc công ty đó sẽ như thế nào trong 10 năm sau. Warren đã học hỏi phương pháp đầu tư dựa trên giá trị theo Graham tại Đại học Columbia trong những năm 1950. Sau đó, ngay trước khi Graham nghỉ hưu, ông đã làm việc cho công ty của Graham tại phố Wall với vai trò là một chuyên viên phân tích. Khi đó, Warren cũng làm việc với nhà đầu tư dựa trên giá trị nổi tiếng Walter Scott, người đã chỉ dạy chàng sinh viên trẻ Warren nghệ thuật phát hiện các trường hợp cổ phiếu bị định giá thấp bằng cách cho ông đọc báo cáo tài chính của hàng ngàn công ty. Thì sau khi Graham nghỉ hưu, Warren trở về quê hương Omaha. Ở đó ông đã có thời gian suy ngẫm về phương pháp luận của Graham mà không bị đám đông đang lên cơn sốt của phố Wall quấy nhiễu. Trong thời gian này, ông đã chú ý nhận thấy một số điều bất ổn trong lời chỉ dạy của Graham. Trước tiên là không phải tất cả các doanh nghiệp bị định giá thấp của Graham sau đó đều lên giá. Sự thật là có một số doanh nghiệp đã đi đến phá sản. Cứ một nhóm công ty chiến thắng lại xuất hiện một vài công ty thất bại, làm cho thành tích tổng thể bị ảnh hưởng xấu đi rất nhiều. Graham đã cố gắng tự bảo vệ trước tình huống này bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư một cách rộng rãi, đôi khi lên đến 100 công ty hoặc nhiều hơn nữa.
Ông cũng đã thực hiện chiến lược tháo chạy khỏi bất kỳ cổ phiếu nào không lên giá sau 2 năm. Nhưng cuối cùng, cổ phiếu bị định giá thấp, nhiều cổ phiếu bị định giá thấp của ông vẫn tiếp tục được không được định giá cao. Warren phát hiện ra rằng rất nhiều công ty mà ông và Graham đã mua, sau đó bán đi theo quy luật 50% của Graham, đã tiếp tục thành công trong suốt nhiều năm sau đó. Trong quá trình nghiên cứu, ông đã thấy giá cổ phiếu của công ty này vượt hơn rất xa giá mà Graham đã bán. Việc này như thể họ mua vé xe lửa đi đến con đường hạnh phúc, nhưng lại bước xuống trước khi xe lửa đến ga vì đã không hiểu biết sâu sắc về nơi mà chuyến xe hướng đến. Warren quyết định rằng ông có thể cải thiện hiệu quả hoạt động của người hướng dẫn bằng cách học thêm về đặc tính kinh tế của các công ty siêu sao này. Do đó, ông bắt đầu nghiên cứu báo cáo tài chính của các công ty này từ góc nhìn của những gì khiến chúng trở thành những khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn. Warren đã học được rằng tất cả các siêu sao này đều hưởng lợi từ một dạng lợi thế cạnh tranh nào đó, đã tạo ra lợi thế kinh tế tương tự như độc quyền, cho phép họ thu thêm phí hoặc bán ra nhiều sản phẩm hơn. Khi đó, họ tạo ra rất nhiều tiền hơn các đối thủ cạnh tranh. Warren cũng nhận thấy rằng nếu lợi thế cạnh tranh của một công ty có thể được duy trì trong một thời gian dài, nếu nó bền vững, thì giá trị cơ bản của doanh nghiệp có thể sẽ tiếp tục tăng sau nhiều năm. Nếu có một sự tăng trưởng liên tục, Warren có xu hướng giữ khoản đầu tư này càng lâu càng tốt. Điều đó mang đến cho ông cơ hội lớn để thu lợi từ lợi thế cạnh tranh của công ty. Warren cũng chú ý rằng thông qua những nhà đầu tư dựa vào giá trị hoặc nhà đầu cơ hoặc một sự kết hợp của cả hai ở một vài thời điểm trong tương lai, phố Wall sẽ thừa nhận sự tăng trưởng về giá trị cơ bản của công ty và đẩy giá cổ phiếu tăng trở lại. Điều này có vẻ như thể chỉ cần công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững thì tự khắc các khoản đầu tư vào doanh nghiệp sẽ thành công như một sự tự hoàn thành ước nguyện đã được dự báo trước. Warren còn nhận thấy một điều thậm chí kỳ diệu hơn về phương diện tài chính. Vì các doanh nghiệp này đã có những lợi thế kinh tế quá sức tưởng tượng và kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc nên hầu như họ không gặp rủi ro phá sản. Điều này có nghĩa là các nhà đầu cơ phố Wall càng đẩy giá xuống thấp bao nhiêu thì Warren lại càng ít chịu rủi ro mất tiền khi mua vào bấy nhiêu. Giá cổ phiếu càng xuống thấp cũng có nghĩa là nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận tiềm năng càng lớn khi giá cao trở lại. Và ông nắm giữ các cổ phiếu này càng lâu thì lại càng có nhiều thời gian thu lợi từ các lợi thế kinh tế tuyệt vời này. Thực tế này đã giúp ông ấy trở nên vô cùng giàu có trong khi thị trường chứng khoán cuối cùng cũng thừa nhận tương lai tốt đẹp đang liên tục phát triển của các công ty này. Tất cả điều này đã hoàn toàn phủ định châm ngôn của phố Wall rằng để tối đa hóa lợi nhuận, bạn phải chấp nhận rủi ro tiềm ẩn nhiều hơn. Warren đã tìm thấy chén thánh trong đầu tư. Như vậy, theo lý luận về rủi ro của bản thân, ông đã tìm được cơ hội đầu tư ở những nơi tiềm năng lợi nhuận tăng cao. Để làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, Warren nhận ra rằng ông không còn phải chờ phố Wall đưa ra một mức giá hời nữa. Ông có thể mua cổ phiếu của một trong các doanh nghiệp này với giá tốt và vẫn dẫn đầu thị trường. Miễn là giữ khoản đầu tư này trong một thời gian đủ lâu và bằng việc thêm kem sữa lên bề mặt một chiếc bánh đã tuyệt vời sẵn, ông nhận ra rằng nếu giữ khoản đầu tư trong dài hạn và không bao giờ bán nó đi, thì ông có thể thực sự trì hoãn món thuế phải chịu do tăng trưởng nguồn vốn đến tương lai xa. Cho phép khoản đầu tư của ông không phải chịu thuế từ năm này sang năm khác, miễn là ông còn nắm giữ nó. Ngược lại, Warren đã học được rằng thời gian sẽ làm cho ông trở thành tỷ phú nếu ông đầu tư vào một công ty có một lợi thế cạnh tranh bền vững đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc. Tiếp theo, chương 3, nơi Warren bắt đầu tìm kiếm các công ty ngoại hạng. Trước khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm công ty sẽ giúp mình trở nên giàu có, một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững chúng ta cũng nên biết phải tìm nó ở đâu. Warren đã chỉ ra rằng các công ty siêu sao này xuất hiện dưới ba mô hình kinh doanh cơ bản. Thứ
Thứ nhất, họ cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ độc đáo, duy nhất. Thứ hai, họ là những người có thể mua nguyên vật liệu đầu với chi phí thấp. Và thứ ba, họ là nhà cung cấp sản phẩm hay dịch vụ mà công chúng luôn có nhu cầu. Chúng ta hãy xem xét từng trường hợp. Warren xem như các công ty này đã sở hữu một phần tâm trí người tiêu dùng. Và khi một công ty làm được điều đó thì nó không cần phải thay đổi sản phẩm, vì bạn sẽ nhận ra đó là một sản phẩm tốt. Công ty cũng bán nhiều sản phẩm hơn với giá cao hơn, tạo nên các kết quả tuyệt vời để thể hiện trên các báo cáo tài chính. Công ty cung cấp một dịch vụ duy nhất, đây là thế giới của Molycop, HR Block, American Express, The Civil Master, Wefao. Giống như hành nghề luật sư hay bác sĩ, các công ty này cung cấp các dịch vụ mà người khác cần và sẵn sàng trả tiền. Nhưng hơi khác vì đây là các định chế riêng biệt thay vì các cá thể riêng biệt khi bạn muốn hoàn tất thủ tục thuế. Thay vì khi bạn muốn hoàn tất thủ tục thuế, bạn nghĩ đến HR Block chứ không phải là nhân viên Jack của HR Block. Khi Warren mua cổ phiếu của Solomon Brothers, một ngân hàng đầu tư, ông nghĩ rằng mình đã mua được một định chế. Nhưng khi các chuyên viên tài năng hàng đầu bắt đầu rời khỏi ngân hàng cùng với các khách hàng lớn nhất, ông nhận ra rằng dạng định chế này chuyên biệt về con người. Sau đó ông đã bán cổ phiếu này đi. Trong các doanh nghiệp thiên về con người, người lao động có thể đòi hỏi và nhận được phần lớn lợi nhuận của công ty, trong khi các chủ sở hữu cổ đông chỉ còn lại một phần rất nhỏ, và chỉ nhận một phần nhỏ thì không thể giúp nhà đầu tư trở nên nhỏ giàu có. Lợi thế kinh doanh của việc kinh doanh dịch vụ độc đáo có thể mang tính hiện tượng. Một công ty không phải mất nhiều tiền cho việc thiết kế lại sản phẩm, cũng không cần phải dành tiền để xây dựng nhà máy sản xuất và các kho chứa hàng. Những công ty cung cấp dịch vụ độc đáo đã chiếm lĩnh một phần tâm trí của người tiêu dùng và có thể có lợi nhuận biên cao hơn so với các công ty cung cấp sản phẩm. Là người có thể mua sản phẩm đầu vào với chi phí thấp và là nhà cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ, mà công chúng luôn có nhu cầu. Ở đây lợi nhuận biên cao được đánh đổi với doanh số, nghĩa là sự tăng về doanh số sẽ lớn hơn nhiều với mức giảm lợi nhuận biên. Quan trọng là bạn hãy trở thành người mua và người bán có chi phí thấp, cho phép bạn nhận được lợi nhuận biên cao hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh, mà vẫn là người cung cấp sản phẩm hay dịch vụ có chi phí thấp. Câu chuyện về nơi bán hàng giá tốt nhất thành phố đã chuyển thành một phần câu chuyện về nơi mua sắm của người tiêu dùng. Ở Omaha, nếu bạn cần bếp lò mới, bạn sẽ đến siêu thị đồ gỗ Nebraska để có sự lựa chọn với giá cả tốt nhất. Còn nếu muốn gửi hàng xuyên biên giới, Burlington Northern Santa có thể cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất. Bạn sống ở một thị trấn nhỏ và muốn có các lựa chọn tốt nhất về giá tốt nhất, vậy thì hãy vào Walmart. Mark, thật đơn giản, chỉ cần cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ độc đáo, hoặc là người mua hay người bán có chi phí thấp một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, bạn sẽ thu được tiền từ năm này qua năm khác, cũng giống như bạn đã liên tục thắng tại sòng bạc Monte Carlo. Chương 4. Tính bền vững là chìa khóa dẫn đến sự giàu có của Warren. Warren đã học được rằng chính sự bền vững của lợi thế cạnh tranh là nguồn gốc của mọi sự giàu có. Coca-Cola đã kinh doanh cùng một sản phẩm trong 122 năm và công ty vẫn có cơ hội tốt để tiếp tục bán sản phẩm đó trong 122 năm tiếp theo. Chính sự nhất quán trong sản phẩm đã tạo ra sự nhất quán trong lợi nhuận của công ty. Nếu sản phẩm không cần phải luôn thay đổi, công ty sẽ không phải chi hàng triệu USD cho việc nghiên cứu và phát triển.
và cũng sẽ không phải chi hàng tỷ USD để trang bị lại nhà xưởng để sản xuất theo kiểu giá năm sau. Vì vậy, tiền được chất đầy két sắt công ty, nghĩa là công ty không mắc nợ nhiều, không cần phải trả nhiều tiền lãi mà có thể dành tiền để mở rộng sản xuất hoặc mua cổ phiếu quỹ, giúp cho lợi nhuận và giá cổ phiếu đều tăng lên, giúp cho các cổ đông giàu có hơn. Vì vậy, khi Warren nhìn vào báo cáo tài chính của một công ty, ông luôn tìm sự nhất quán, liệu lợi nhuận gộp có luôn đạt mức cao hay không? Có phải công ty lúc nào cũng chỉ có ít lợ hoặc không ít và không có nợ? Có phải công ty không phải chi nhiều tiền cho việc nghiên cứu và phát triển một cách nhất quán? Công ty có cho thấy lợi nhuận ổn định không? Lợi nhuận có tăng trưởng một cách nhất quán không? Chính sự nhất quán biểu hiện trong báo cáo tài chính đã làm cho Warren chú ý về tính bền vững của sự lợi thế cạnh tranh của công ty, nơi giúp Warren khám phá liệu công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không, chính là bản báo cáo tài chính. Chương 5: Tổng quan báo cáo tài chính, nơi tiềm ẩn vàng ròng. Các báo cáo tài chính là nơi Warren khai thác để tìm kiếm các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững quý báu. Chính các báo cáo này đã cho biết liệu ông đang nhìn vào một doanh nghiệp tầm thường đang hướng đến các kết quả tệ hại hay là một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững sẽ giúp ông trở thành tỷ phú. Các báo cáo tài chính được chia thành 3 loại riêng biệt. Thứ nhất là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nghĩa là báo cáo này cho chúng ta biết công ty đã kiếm được bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian. Thông thường kế toán công ty công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với các cổ đông theo mỗi quý và theo cả năm tài chính. Bằng cách sử dụng báo cáo này, Warren có thể xác định một số chỉ tiêu như lợi nhuận biên của công ty, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu và quan trọng nhất là sự nhất quán và xu hướng lợi nhuận của công ty. Cả những yếu tố này đều cần thiết cho việc xác định liệu công ty có đang được hưởng lợi từ một lợi thế cạnh tranh bền vững hay không. Báo cáo thứ hai là bảng cân đối kế toán. Báo cáo này cho chúng ta biết công ty có bao nhiêu tiền trong ngân hàng và đang nợ bao nhiêu. Ta lấy số tiền đang có trừ đi số nợ thì sẽ có giá trị tài sản ròng của công ty. Một công ty có thể tạo được bảng cân đối kế toán cho bất kỳ ngày nào trong năm, thể hiện những gì công ty đang sở hữu, những gì đang nợ và giá trị tài sản ròng cho ngày cụ thể đó. Thông thường các công ty công bố bảng cân đối kế toán với cổ đông vào cuối mỗi quý và vào cuối năm tài chính. Warren đã học cách sử dụng một số mục trên bảng cân đối kế toán, chẳng hạn như lượng tiền mặt mà công ty có hoặc khoản nợ dài hạn của công ty, như các chỉ số để nhận diện một lợi thế cạnh tranh bền vững. Thứ ba, chúng ta có báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo này theo dõi lưu lượng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ tốt để xem công ty đã chi bao nhiêu tiền để cải tiến quy trình, cũng như theo dõi sự mua bán trái phiếu và cổ phiếu. Công ty thường công bố báo cáo lưu chuyển tiền tệ cùng với các báo cáo tài chính khác. Trong các chương trình sắp tới, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các chỉ số mà Warren sử dụng để quyết định xem các công ty đang được xem xét có một lợi thế cạnh tranh bền vững và sẽ làm cho ông giàu có trong dài hạn hay không. Chương 6: Nơi Warren tìm kiếm các thông tin tài chính. Trong thời đại Internet ngày nay, người ta có thể dễ dàng tìm thấy báo cáo tài chính của một công ty ở khắp mọi nơi. Cách truy cập dễ dàng nhất là thông qua web msn.com hoặc trang tài chính của Yahoo. Chúng ta sử dụng cả hai trang tìm kiếm này, nhưng trang msn.com của Microsoft có các báo cáo tài chính chi tiết hơn. Với cả hai trang web, để bắt đầu bạn hãy tìm nơi gõ vào ký hiệu giá cổ phiếu và tên công ty. Khi tên công ty hiện ra thì bạn hãy bấm vào đó. Cả hai trang đều đưa bạn đến trang tin chứng khoán của công ty. Bạn sẽ thấy một tiêu đề ở phía bên trái là tài chính, bên dưới là ba đường dẫn bằng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ ở phía trên dưới tiêu đề Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ là đường dẫn đến các tài liệu hoặc lưu ở tổ chức này. Tất cả các công ty
đại chúng phải nộp các báo cáo tài chính hàng quý cho SEC. Các báo cáo này được biết đến với tên gọi 8QS. Chúng ta còn có một tài liệu gọi là 10K, vốn là báo cáo thường niên của công ty, bao gồm các báo cáo tài chính cho tình hình kế toán của công ty trong năm tài chính đó. Warren đã đọc hàng ngàn tài liệu 10K trong nhiều năm qua. Vì các công ty đều cố gắng hết sức để báo cáo chính xác, nên không có những con số ngớ ngẩn được đưa vào báo cáo thường niên. Trang web bluebet.com thì thu phí để cung cấp các dịch vụ tương tự và nhiều dịch vụ khác cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng thật sự thì trừ khi chúng ta đang mua bán trái phiếu hoặc ngoại tệ, còn thì ta có thể nhận được tất cả các thông tin tài chính cần thiết để xây dựng danh mục chứng khoán miễn phí từ MSN và Yahoo. Và thông tin tài chính miễn phí luôn khiến chúng ta hài lòng. Chương 7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nơi Warren bắt đầu. Trong cuộc tìm kiếm công ty kỳ diệu có lợi thế cạnh tranh bền vững, Warren luôn bắt đầu với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Các báo cáo này cho nhà đầu tư biết được các kết quả hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian. Thông thường các kết quả này được báo cáo mỗi quý vào cuối năm. Các bản báo cáo kết quả kinh doanh luôn được đi kèm với khoảng thời gian nhất định, ví dụ như từ 31/1/2007 đến 31/12/2007. Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm 3 thành phần cơ bản. Thứ nhất là doanh thu của doanh nghiệp, sau đó là chi phí được trừ vào doanh thu và chúng ta sẽ biết công ty lời hay lỗ. Nghe có vẻ đơn giản phải không bạn? Đúng là như vậy đấy. Trong buổi đầu của ngành phân tích chứng khoán, các nhà phân tích hàng đầu lúc đó, chẳng hạn như thầy Benjamin Graham của Warren, đã chỉ tập trung xem một công ty có lợi nhuận, có tạo lợi nhuận hay không, và rất ít chú ý hoặc không chú để ý đến khả năng tồn tại dài hạn của nguồn lợi nhuận đó. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, Graham không quan tâm liệu công ty có là một doanh nghiệp có kinh tế quá tốt, đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc không, hay đó chỉ là một trong số hàng ngàn doanh nghiệp tầm thường đang đấu tranh để sinh tồn. Graham sẽ mua vào cổ phiếu của một doanh nghiệp tồi tệ trong một cơn xúc động nếu ông nghĩ rằng nó đủ rẻ. Warren đã thật sáng suốt khi chia thế giới kinh doanh thành hai nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất là những công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn bền vững hơn các đối thủ cạnh tranh. Đây là các doanh nghiệp mà nếu ông có thể mua cổ phiếu với mức giá hợp lý hoặc tốt hơn thì ông sẽ trở thành tỷ phú nếu giữ chúng đủ lâu. Nhóm còn lại là tất cả các doanh nghiệp tầm thường đang vùng vẫy năm này qua năm khác trong một thị trường cạnh tranh, khiến chúng trở thành những khoản đầu tư dài hạn tồi tệ. Trong khi tìm kiếm các doanh nghiệp tuyệt vời này, Warren đã nhận ra rằng từng mục riêng lẻ trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty có thể cho ông biết liệu công ty có sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững dài hạn, tạo nên sự giàu có đáng kinh ngạc hay không. Lợi thế cạnh tranh dài hạn mà ông ấy rất muốn có không chỉ là tài liệu công ty có tạo ra tiền hay không, mà là lợi nhuận của nó thuộc dạng nào, liệu công ty có cần chi nhiều tiền cho nghiên cứu và phát triển để giữ vững lợi thế cạnh tranh hay không, và có cần sử dụng nhiều nợ để tạo lợi nhuận hay không. Những yếu tố này tạo thành một dạng thông tin mà ông khai thác ở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để tìm hiểu đặc tính kinh tế của một công ty. Với Warren, nguồn gốc của lợi nhuận luôn quan trọng hơn bản thân khoản lợi nhuận đó. Trong 50 chương tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung vào từng mục riêng lẻ trong báo cáo tài chính của công ty và xem Warren tìm kiếm những gì để biết được liệu đây là dạng doanh nghiệp sẽ làm ông nghèo đi, hay là doanh nghiệp tốt với lợi thế cạnh tranh bền vững dài hạn sẽ tiếp tục giúp ông là một trong những người giàu nhất thế giới. Chương 8. Doanh thu, nơi dòng tiền đi vào. Mục đầu tiên của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh luôn luôn là tổng doanh thu hoặc doanh thu gộp. Đây là số tiền công ty thu được khoảng thời gian được xem xét, được báo cáo hàng quý, hàng năm. Nếu chúng ta sản xuất giày và bán được 120 triệu USD trong năm, chúng ta sẽ ghi nhận tổng doanh thu của năm là 120 triệu USD trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thường niên.
Giờ đây thực tế là một công ty có doanh thu cao không có nghĩa là nó đang thu được lợi nhuận. Để xác định một công ty có lợi nhuận hay không, bạn cần phải trừ chi phí của doanh nghiệp ra khỏi tổng doanh thu. Tổng doanh thu trừ chi phí sẽ bằng lợi nhuận thuần. Nhưng bản thân con số tổng doanh thu không cho chúng ta biết được gì cho đến khi trừ đi các chi phí và tìm được lợi nhuận thuần. Sau khi nhìn qua tổng doanh thu của doanh nghiệp, Warren bắt đầu tìm hiểu các chi phí một cách cẩn thận, vì ông biết rằng trong một những bí mật vĩ đại để kiếm được nhiều tiền hơn chính là chi xài ít đi. Chương 9. Giá vốn hàng bán. Với Warren, chỉ tiêu này càng thấp càng tốt. Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ngay bên dưới mục tổng doanh thu là giá vốn hàng bán, còn được biết đến dưới tên gọi là chi phí của doanh thu. Giá vốn hàng bán là chi phí mua hàng hóa để công ty bán lại, hoặc là chi phí nguyên vật liệu, là lao động được sử dụng để sản xuất các vật phẩm. Tên gọi chi phí của doanh thu thường được sử dụng thay cho giá vốn hàng bán nếu đó là công ty cung cấp dịch vụ chứ không phải là công ty sản xuất. Về bản chất thì chúng giống nhau, nhưng chi phí của doanh thu có vẻ là cách gọi toàn diện hơn. Chúng ta nên luôn luôn tìm hiểu chính xác những gì được bao gồm trong việc tính toán giá vốn hàng bán hoặc chi phí của doanh thu. Điều này cho chúng ta biết cấp quản lý đang nghĩ về doanh nghiệp như thế nào. Chúng ta lấy một ví dụ đơn giản về cách tính giá vốn hàng bán của một công ty bán đồ nội thất như sau. Bắt đầu lấy chi phí tồn kho đồ gỗ của đầu năm cộng với chi phí tồn kho tăng thêm trong năm rồi trừ đi giá trị tiền mặt của tồn kho còn lại vào cuối năm. Như vậy, nếu vào đầu năm công ty có 10 triệu USD hàng tồn kho, thêm vào 2 triệu USD hàng tồn kho và kết thúc năm với giá trị tồn kho là 7 triệu USD thì giá vốn hàng bán của công ty trong năm sẽ là 5 triệu USD. Mặc dù khi đứng riêng lẻ, giá vốn hàng bán không cho chúng ta biết liệu các công ty có một lợi thế cạnh tranh bền vững hay không, nhưng chúng ta lại cần nó để xác định lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Lợi nhuận gộp vốn là con số quan trọng giúp Warren xác định liệu công ty có một lợi thế cạnh tranh lâu dài hay không. Chúng ta sẽ thảo luận điều này chi tiết hơn trong chương tiếp theo. Chương 10. Lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận gộp. Các công cụ chính của Warren trong cuộc tìm kiếm màu vàng dài hạn. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Bây giờ, nếu chúng ta lấy tổng doanh thu của công ty trừ đi số tiền được ghi nhận là giá vốn hàng bán, chúng ta sẽ có lợi nhuận gộp. Ví dụ, tổng doanh thu 10 triệu USD, giá vốn hàng bán là 3 triệu USD, bằng lợi nhuận gộp là 7 triệu USD, thì lợi nhuận gộp là số tiền còn lại của tổng doanh thu sau khi trừ đi chi phí nguyên vật liệu và tiền công lao động được sử dụng để làm ra hàng hóa. Nó không bao gồm các mục như chi phí bán hàng và chi phí quản lý, khấu hao và chi phí lãi vay để doanh nghiệp hoạt động. Bản thân lợi nhuận gộp mang đến rất ít thông tin, nhưng chúng ta có thể sử dụng con số này để tính tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty. Chính tỷ số đó mới cho chúng ta biết nhiều về đặc tính kinh tế của công ty. Phương trình xác định lợi nhuận gộp như sau: lợi nhuận gộp chia tổng doanh thu bằng tỷ suất lợi nhuận gộp. Quan điểm của Warren là tìm kiếm các công ty sở hữu một dạng lợi thế cạnh tranh bền vững nào đó. Đây là các doanh nghiệp mà ông tin rằng có thể hưởng lợi trong dài hạn. Ông đã nhận thấy rằng các công ty có lợi thế kinh tế dài hạn tuyệt vời, đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc, có xu hướng có được tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định cao hơn những công ty không có lợi thế. Hãy để tôi trình bày với các bạn ví dụ sau. Tỷ suất lợi nhuận gộp của các công ty mà Warren đã xác định được là có lợi thế cạnh tranh bền vững bao gồm: Coca-Cola thể hiện một tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định khoảng 60% hoặc cao hơn. Công ty đánh giá trái phiếu công ty Moody là 73%. Burlington Northern Santa 61% và công ty sản xuất kẹo cao su Riley. Riley là 51%. So sánh các doanh nghiệp tuyệt vời này với một vài công ty mà chúng ta biết là có nền kinh tế dài hạn không tốt, chẳng hạn như doanh nghiệp bên bờ vực phá sản United Airlines với tỷ lệ lợi nhuận gộp 14%,
Nhà sản xuất xe hơi gặp nhiều khó khăn. General Motors có tỷ lệ yếu kém 21%. Doanh nghiệp đã từng gặp khó khăn nhưng hiện đang còn lại USD có lợi nhuận không quá 17%. Và Goodyear Tire vốn quảng cáo là hoạt động trong mọi thời tiết nhưng trong một nền kinh tế xấu thì cũng vướng vào tỷ lệ không được ấn tượng cho lắm là 20%. Trong thế giới công nghệ, một lĩnh vực mà Warren tránh xa vì không thông hiểu, Microsoft đã thể hiện một tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định ở mức 79%, trong khi Apple chỉ có 33%. Các tỷ lệ này cho thấy Microsoft bán các hệ điều hành và phần mềm mang lại lợi ích kinh tế tốt hơn Apple bán phần cứng và dịch vụ. Chính lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty đã giúp tạo ra tỷ suất lợi nhuận cao. Lợi thế này cho phép công ty tự do định giá các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cao hơn nhiều so với giá vốn hàng bán. Khi không có lợi thế cạnh tranh, các công ty phải cạnh tranh bằng cách giảm giá sản phẩm hoặc dịch vụ đang chào bán. Tất nhiên, sự sụt giảm này làm giảm tỷ suất lợi nhuận của công ty, do đó lợi nhuận cũng giảm. Có một quy luật chung là các công ty có tỷ suất lợi nhuận gộp là 40% hoặc cao hơn có xu hướng là những công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Các công ty có tỷ suất này thấp hơn 40% thường thuộc các ngành có tính cạnh tranh cao, nơi mà sự cạnh tranh đe dọa tỷ suất lợi nhuận tổng thể. Cũng có những trường hợp ngoại lệ, tỷ suất lợi nhuận gộp nhỏ hơn khoảng bằng 20% thường là dấu hiệu của một ngành có sự cạnh tranh gay gắt. Khi không công ty nào có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững hơn các đối thủ, và một công ty thuộc ngành có sự cạnh tranh gay gắt lại không có lợi thế cạnh tranh và không kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc sẽ không bao giờ giúp chúng ta giàu có trong dài hạn. Trong khi việc đánh giá tỷ suất lợi nhuận gộp không đảm bảo an toàn chắc chắn, thì nó lại là một trong những chỉ số đầu tiên cho thấy công ty đang được xem xét có lợi thế cạnh tranh dài hạn nhất quán hay không. Warren rất nhấn mạnh từ bền vững và để an toàn, chúng ta nên theo dõi tỷ suất lợi nhuận gộp hàng năm trong suốt 10 năm vừa qua để chắc chắn có sự nhất quán. Warren biết rằng trò chơi tìm kiếm các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững có tên là sự nhất quán. Hiện nay, một công ty có tỷ suất lợi nhuận gộp cao có thể đi chênh lệch theo một số hướng và bị mất đi các lợi thế cạnh tranh dài hạn. Thứ nhất là chi phí nghiên cứu quá lớn, tiếp theo là chi phí bán hàng và quản lý lớn, và thứ ba là chi phí tiền lãi cao. Bất kỳ một trong ba chi phí này đều có thể hủy diệt ưu thế kinh tế dài hạn của doanh nghiệp. Chúng được gọi là chi phí hoạt động kinh doanh và là những cái gai bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương 11, chi phí hoạt động kinh doanh chỉ tiêu được Warren chú ý khá kỹ. Ngay dưới mục lợi nhuận gộp trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một nhóm chi phí được gọi là chi phí từ hoạt động kinh doanh. Đây là toàn bộ chi phí cố định của công ty, bao gồm chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, chi phí bán hàng và chi phí để đưa sản phẩm ra thị trường, khấu hao và phân bổ, chi phí tái cấu trúc và thay thế và chi phí khác, bao gồm cả các chi phí không thuộc hoạt động kinh doanh và không lặp lại định kỳ. Tất cả các mục này được tổng hợp lại tạo lên tổng chi phí hoạt động kinh doanh của công ty. Sau đó lấy lợi nhuận gộp trừ đi con số này thì chúng ta sẽ biết con số lời hay lỗ từ hoạt động kinh doanh. Vì tất cả các mục này đều có tác động đến đặc tính kinh tế dài hạn của doanh nghiệp, tốt nhất là chúng ta dành một số chương tiếp theo để xem xét từng mục theo cách của Warren. Chương 12, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là nơi công ty ghi nhận chi phí bán hàng trực tiếp, gián tiếp và tất cả các chi phí quản lý phát sinh suốt kỳ kế toán. Các chi phí này bao gồm lương quản lý, chi phí quảng cáo, chi phí đi lại, lệ phí pháp lý, hoa hồng, tất cả chi phí lương và những khoản tương tự. Với một công ty như Coca-Cola,
các chi phí này lên đến hàng tỷ USD và có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh cuối cùng của công ty. Tỷ lệ của chi phí này so với lợi nhuận gộp dao động rất mạnh theo từng doanh nghiệp. Thậm chí, chúng còn biến thiên với các công ty lợi thế cạnh tranh bền vững như Coca-Cola. Coca-Cola đều đặt chi bình quân 59% lợi nhuận gộp cho các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Một công ty như Moody thì dành bình quân 25%, còn với Porter, Procter, Gamble là 61%. Sự nhất quán chính là từ khóa quan trọng. Các công ty không có lợi thế cạnh tranh bền vững phải chịu sự cạnh tranh khắc nghiệt và cho thấy sự dao động rất lớn trong tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp so với lợi nhuận gộp. Trong hơn 5 năm qua, GM đã chi từ 28% lên đến 83% lợi nhuận gộp cho chi phí này. Tỷ lệ của Ford cũng tăng từ 89% lên đến 780%. Điều đó có nghĩa là họ đang mất rất nhiều tiền. Doanh số bắt đầu sụt giảm, nghĩa là lợi nhuận giảm, nhưng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lại vẫn như cũ. Nếu công ty không thể cắt giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp theo cùng tốc độ đó, chúng sẽ bắt đầu ngày càng ăn mòn lợi nhuận gộp của công ty. Trong một cuộc tìm kiếm công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của công ty càng thấp càng tốt. Nếu các chỉ tiêu có thể luôn duy trì ở mức thấp nhất thì rất tốt. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, nếu chi phí này dưới 30% thì được xem là tuyệt vời. Tuy nhiên, chi phí này của một số công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững cũng trong khoảng từ 30% đến 80%. Nhưng nếu chúng ta thấy một công ty biểu hiện lặp đi lặp lại chi phí này gần 100% hoặc quá 100% thì có nghĩa là chúng ta có thể đang giao dịch với một công ty thuộc ngành có tính cạnh tranh cao. Khi không doanh nghiệp nào có lợi thế cạnh tranh bền vững, ngoài ra cũng có các công ty có các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp từ thấp đến trung bình, nhưng các lợi thế kinh tế dài hạn tốt đẹp lại bị triệt tiêu bởi chi phí nghiên cứu và phát triển, chi phí vốn quá cao cũng như chi phí lãi vay cho các khoản nợ quá cao. Intel là một ví dụ hoàn hảo về một công ty có tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp so với lợi nhuận thuần thấp, nhưng do công ty phải chịu chi phí nghiên cứu và phát triển cao nên xét về kinh tế dài hạn chỉ giảm còn ở mức trung bình. Tuy nhiên, nếu Intel dừng nghiên cứu và phát triển, hàng loạt sản phẩm hiện nay của họ sẽ bị lỗi thời trong vòng 10 năm và công ty sẽ phải đóng cửa. Goodyear Tire có chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm 72% lợi nhuận gộp, nhưng chi phí vốn cộng với chi phí lãi vay cao do công ty sử dụng nợ để tài trợ chi phí vốn đang đưa những nhà sản xuất lốp xe vào cảnh thiếu hụt mỗi khi có khủng hoảng xảy ra. Nhưng nếu Goodyear không vay thêm nợ để thực hiện đầu tư và cải tiến, công ty sẽ không còn giữ được tính cạnh tranh lâu dài. Warren đã học cách tránh xa những công ty đang khốn khổ vì có chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp luôn được duy trì ở mức cao. Ông cũng biết rằng lợi thế kinh tế của các công ty có chi phí bán hàng và quản lý thấp cũng có thể bị triệt tiêu bởi chi phí nghiên cứu và phát triển đắt đỏ, chi phí vốn cao và hoặc rất nhiều nợ. Ông tránh xa các dạng doanh nghiệp này bất kể giá cả thế nào, vì ông biết rằng các lợi thế kinh tế dài hạn cố hữu của họ rất hạn chế, nên thậm chí cổ phiếu được bán với giá thấp cũng không thể giúp nhà đầu tư tránh khỏi các kết quả tồi tệ suốt đời. Chương 13. Chi phí nghiên cứu và phát triển. Tại sao Warren không thích cuộc này? Đây là một vấn đề lớn trong trò chơi nhận diện các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Những gì có vẻ là một lợi thế cạnh tranh dài hạn thường là lợi thế có được nhờ bằng sáng chế hoặc một số cải tiến công nghệ. Nếu lợi thế cạnh tranh được tạo ra bởi bằng sáng chế như với các công ty dược phẩm, thì tại một thời điểm nào đó bằng sáng chế sẽ hết hạn và lợi thế cạnh tranh của công ty sẽ biến mất. Nếu lợi thế cạnh tranh và kết quả của một số tiến bộ kỹ thuật thì lại luôn bị đe dọa, thay thế bởi công nghệ mới hơn. Đây là lý do vì sao Microsoft rất lo ngại các tiến bộ kỹ thuật của Google. Lợi thế cạnh tranh hôm nay có thể sẽ kết thúc và trở thành sự lỗi thời của ngày mai.
không chỉ phải chi một khoản tiền lớn cho việc nghiên cứu và phát triển, mà vì còn phải liên tục đưa ra sản phẩm mới nên các công ty cũng phải tái thiết kế và cập nhật các chương trình bán hàng của mình. Điều đó có nghĩa là họ cũng phải dành rất nhiều tiền cho chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Bạn hãy xem thử các con số sau đây. Merck phải chi 29% lợi nhuận gộp cho nghiên cứu và phát triển và 49% lợi nhuận gộp cho chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Như vậy tổng cộng lên đến 78% lãi gộp. Khi là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ phát triển, Intel cũng phải luôn chi khoảng 30% lợi nhuận gộp cho chi phí nghiên cứu và phát triển. Nếu không, công ty sẽ mất lợi thế cạnh tranh chỉ trong một vài năm. Công ty đánh giá trái phiếu Moody xứng đáng là công ty yêu thích của Warren trong một thời gian dài. Moody không có chi phí nghiên cứu và phát triển và trung bình chỉ dành 25% lợi nhuận gộp cho chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Coca-Cola cũng không có chi phí nghiên cứu và phát triển nhưng phải chi rất nhiều tiền cho quảng cáo. Trung bình vẫn dành đến 59% lợi nhuận gộp cho chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Với Moody và Coca-Cola, Warren không phải thức giấc nửa đêm lo ngại rằng một số bằng sáng chế thuốc sắp hết hạn hoặc một công ty không chiến thắng trong cuộc chạy đua đến bước đột phá về công nghệ phía sau. Đây là quy luật Warren. Các công ty phải chi nhiều tiền cho nghiên cứu và phát triển các nhược điểm cố hữu trong lợi thế cạnh tranh sẽ luôn đặt ưu thế kinh tế lâu dài của công ty vào rủi ro. Nghĩa là các ưu thế kinh tế đó không phải là lợi thế chắc chắn. Và nếu đó không phải là lợi thế chắc chắn thì Warren không quan tâm đến công ty đó. Chương 14. Khấu hao, chi phí và Warren không thể bỏ qua. Cuối cùng thì tất cả máy móc, thiết bị và nhà xưởng cũng bị hao mòn theo thời gian. Sự hao mòn này được ghi nhận trên báo cáo hoạt động kinh doanh và khấu hao. Về cơ bản, số tiền mà một vật giảm giá trong một năm nhất định là chi phí được khấu trừ vào thu nhập trong năm đó. Điều này cũng hợp lý. Người ta có thể cho rằng số tiền mà tài sản giảm giá được sử dụng để tạo ra lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của công ty trong năm đó. Bạn hãy xem ví dụ này. Các nhà tài chính phố Wall đã chỉ ra một bí quyết là một khi đã mua và thanh toán tiền nhà in thì chi phí khấu hao hàng năm 100.000 USD không ảnh hưởng gì thêm đến dòng tiền mặt đi ra, nhưng nó làm giảm lợi nhuận hàng năm được báo cáo cho IRS trong 10 năm tiếp theo. Điều này có nghĩa là theo quan điểm ngắn hạn, XYZ có một khoản chi phí hàng năm mà trong thực tế thì không tiêu tốn thêm dòng tiền mặt. Vì vậy, các công ty tài chính phố Wall có thêm 100.000 USD chi phí ngược vào lợi nhuận. Điều đó có nghĩa là giờ đây dòng tiền mặt của doanh nghiệp có thể được dùng để vay được nhiều nợ hơn cho các dự án, tạo ra tiền những hoạt động sử dụng nợ vay để mua lại công ty khác. Phố Wall có một từ viết tắt để chỉ khoản lợi nhuận được tính lại này. Họ gọi nó là EBITDA, có nghĩa là lợi nhuận trước khi tính thuế thu nhập, khấu hao và phân bổ. Warren cho rằng bằng cách sử dụng EBITDA, các người chơi khôn ngoan của phố Wall đang phớt lờ thực tế và cuối cùng thì nhà in sẽ bị hao mòn và công ty sẽ phải dùng 1 triệu USD để mua nhà in mới. Nhưng bây giờ công ty đang phải gánh một mối nợ để lại sau thương vụ dùng nợ vay mua lại công ty khác và có thể không có khả năng tài trợ 1 triệu USD mua nhà in mới. Warren tin rằng khấu hao là một chi phí rất thực tế và phải luôn được kể đến trong mọi phép tính về lợi nhuận. Nếu không, chúng ta sẽ tự dối mình trong ngắn hạn vì tin rằng doanh nghiệp đang thu được nhiều lợi nhuận hơn thực tế và không ai giàu có nhờ ảo tưởng. Warren đã phát hiện rằng các công ty có lợi nhuận cạnh tranh bền vững thường có tỷ lệ chi phí khấu hao trên lãi gộp thấp hơn so với các công ty bị ảnh hưởng bởi các rắc rối của sự cạnh tranh gay gắt. Ví dụ như chi phí khấu hao của Coca-Cola duy trì khoảng 6% lợi nhuận gộp.
Và Riley, một công ty khác cũng có lợi thế cạnh tranh bền vững, cũng vào khoảng 7%. Procter Gamble, một thời gian dài vốn là công ty yêu thích của Warren, chi phí này chiếm khoảng 8%. Trái lại là trường hợp của GM, vốn nằm trong một ngành đòi hỏi nhiều vốn và có tính cạnh tranh cao, chi phí khấu hao chiếm từ 22% đến 57% của lợi nhuận gộp. Cũng như mọi chi phí khác bị trừ ở lợi nhuận gộp của một công ty, Warren đã nhận thấy rằng chi phí càng ít thì luôn có nghĩa là lợi nhuận càng nhiều, khi nó làm cho lợi nhuận cuối cùng gia tăng. Đợi mình một chút, mình sẽ đi uống cốc nước và mình sẽ ghi âm tiếp. Đợi mình 2 phút. Quay trở lại với phần ghi âm, chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo là chương 15. Chi phí lãi vay để Warren không muốn có. Chi phí lãi vay là phần tiền lãi đã chi trả trong cả phí và cả năm cho số nợ xuất hiện khi bằng cân đối kế toán. Trong khi đối với các định chế như ngân hàng thì tiền lãi thu được có thể nhiều hơn so với tiền chi ra. Thì đa phần doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ phải trả rất nhiều tiền lãi so với phần tiền kiếm được. Đây được gọi là chi phí tài chính, không phải là chi phí từ hoạt động kinh doanh. Nó đứng độc lập vì không bị ràng buộc với bất kỳ quy trình sản xuất hay bán hàng nào. Thay vào đó, tiền lãi phản ánh tổng nợ mà công ty đang có trong sổ sách. Công ty càng có nhiều nợ bao nhiêu thì sẽ phải trả nhiều tiền lãi bấy nhiêu. Các công ty có chi phí lãi vay cao liên quan đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh thường là một trong hai dạng, và công ty hoạt động trong một ngành có tính cạnh tranh khắc nghiệt, đòi hỏi nhiều chi phí vốn để duy trì tính cạnh tranh, hoặc là một công ty có lợi thế kinh tế quá tốt phải vay nợ khi bị công ty khác mua lại trong thương vụ sáp nhập sử dụng nợ vay. Warren đã chỉ ra rằng các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững thường ít có hoặc không có chi phí lãi vay. Công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn như Procter Gamble chỉ phải dành 8% thu nhập từ hoạt động kinh doanh để trả chi phí lãi vay. Công ty Riley Core trung bình phải trả 7%. Hãy so sánh hai công ty này với Goodyear, công ty sản xuất lốp xe thuộc ngành có tính cạnh tranh cao và đòi hỏi nhiều vốn. Trung bình Goodyear phải sử dụng 49% thu nhập từ hoạt động kinh doanh để thanh toán lãi vay. Thậm chí đối với những ngành mang tính cạnh tranh cao như ngành hàng không, số tiền thu nhập từ hoạt động kinh doanh dùng để thanh toán lãi vay có thể được sử dụng để xác định các công ty có lợi thế cạnh tranh. Công ty có lợi nhuận ổn định chỉ dùng 9% thu nhập từ hoạt động kinh doanh để thanh toán lãi vay, trong khi đối thủ cạnh tranh đang trên bờ vực phá sản của nó. United Airlines lại chi đến 61% thu nhập. Một đối thủ khác của Showit đang gặp khó khăn. American Airlines lại trả một tỷ lệ khác thường lên đến 92% thu nhập từ các hoạt động kinh doanh cho chi phí này. Thông thường, tất cả các công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn mà Warren yêu thích trong ngành sản xuất hàng tiêu dùng đều có chi phí lãi vay thấp hơn 15% thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Nhưng bạn cũng nên lưu ý rằng tỷ lệ này thiên biến rất lớn theo từng ngành. Chúng ta lấy ví dụ Wells Fargo, ngân hàng mà Warren sở hữu 14% cổ phần, chi trả khoảng 30% thu nhập từ hoạt động kinh doanh cho lãi vay, có vẻ cao so với Coke, nhưng thực sự đây là tỷ lệ thấp nhất và hấp dẫn nhất trong số 5 ngân hàng.
hàng đầu của Hoa Kỳ. Wells Fargo cũng là định chế duy nhất được Standard Poor's xếp hạng AAA. Tỷ lệ chi phí lãi vay so với thu nhập từ hoạt động kinh doanh cũng có thể cho thấy mức độ nguy hiểm về kinh tế của công ty. Chúng ta lấy ví dụ về ngành ngân hàng đầu tư, trung bình có tỷ lệ chi phí lãi vay chiếm gần 70% thu nhập từ các hoạt động kinh doanh. Nếu xem xét kỹ thì chúng ta sẽ phải chú ý thực tế rằng năm 2006, Bear Stearns báo cáo tỷ lệ này là 70% thu nhập. Nhưng vào quý cuối cùng của năm 2007, tỷ lệ này tăng vọt lên 230%. Điều này có nghĩa là công ty phải dùng cả vốn chủ sở hữu cho sự khác biệt này. Trong một ngành kinh doanh có hoạt động vay nợ cao như Bear Stearns thì điều đó có nghĩa là tai họa. Tháng 3 năm 2008, định chế một thời hùng mạnh Bear Stearns vốn một năm trước đó đã có cổ phiếu được mua bán với giá 170 USD đã buộc phải hợp nhất với JP Morgan Chase Co và cổ phiếu chỉ còn giá là 10 USD. Quy luật ở đây thật sự đơn giản, dù ở bất kỳ ngành nào thì công ty có tỷ lệ lãi vay phải trả so với thu nhập từ hoạt động kinh doanh thấp nhất cũng thường là công ty có lợi thế cạnh tranh. Theo Warren, đầu tư vào công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững là cách duy nhất để đảm bảo rằng chúng ta sẽ giàu có trong dài hạn. Tiếp theo là chương 16, lãi lỗ do thanh lý tài sản và kết quả từ các hoạt động khác. Khi công ty bán đi một tài sản không phải là hàng tồn kho thì lợi nhuận hoặc tổn thất thu được từ giao dịch này được ghi nhận ở mục lãi lỗ do thanh lý tài sản. Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa số tiền thu được thực tế và giá trị sổ sách. Giả sử công ty đã mua một tòa nhà với giá 1 triệu USD sau khi khấu hao khoảng 500.000 USD thì bán nó đi với giá 800.000 USD, khi đó công ty sẽ ghi nhận khoản lời 300.000 USD cho việc bán tài sản này. Tương tự, nếu tòa nhà được bán với giá 400.000 USD, công ty sẽ ghi nhận một khoản lỗ 100.000 USD. Đối với mục kết quả từ các hoạt động khác cũng vậy, đây là mục ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí không thuộc hoạt động kinh doanh mang tính bất thường và không thường xuyên được chi ra và thu vào trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản này sẽ bao gồm tiền thanh lý tài sản cố định, ví dụ như đất đai, nhà xưởng và thiết bị. Cùng thuộc mục này còn có các hợp đồng bản quyền và bán hàng sáng chế. Nếu chúng được xếp loại nằm ngoài hoạt động kinh doanh thông thường, đôi khi những hoạt động không lặp lại có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận cuối cùng. Và đây là những sự kiện không lặp lại nên Warren tin rằng chúng nên được tách ra khỏi một phép tính hoặc lợi nhuận thuần của công ty trong việc xác định một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không. Chương 17, lợi nhuận trước thuế, con số mà Warren sử dụng. Thu nhập trước thuế là thu nhập của một công ty sau khi khấu trừ tất cả chi phí. Nhưng trước khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, đây cũng là con số mà Warren sử dụng để tính toán lợi nhuận có được khi mua toàn bộ doanh nghiệp hoặc khi mua một phần công ty thông qua việc mua cổ phiếu ở thị trường mở. Ngoại trừ các khoản đầu tư được miễn thuế, tất cả lợi nhuận từ đầu tư đều được chào bán trên cơ sở trước thuế. Và vì tất cả các khoản đầu tư này cạnh tranh với nhau, người ta dễ dàng cho rằng nó có các điều khoản như nhau. Warren đã luôn thảo luận về các khoản lợi nhuận của công ty theo điều khoản trước thuế. Điều này cho phép ông so sánh một doanh nghiệp hoặc một khoản đầu tư với các khoản đầu tư khác. Đó cũng là một trong những khám phá quan trọng của ông, rằng một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững thật sự là một dạng trái phiếu mang đặc điểm của cổ phiếu. Có coupon hay tiền lãi mở rộng, chúng ta sẽ khám phá học thuyết trái phiếu mang đặc điểm của cổ phiếu của ông chi tiết hơn trong phần cuối của cuốn sách này. Chương 18, thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp, làm thế nào Warren biết được công ty nào báo cáo trung thực?
cũng giống như mọi đánh giá, cũng như mọi cá nhân phải đóng thuế khác, các công ty Mỹ cũng phải đóng thuế trên thu nhập của họ. Ngày nay ở Mỹ, số tiền đó chiếm khoảng 35% thu nhập. Số tiền thuế đã trả được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh trong mục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp. Giờ đây, điều thú vị về thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp là nó phản ánh đúng lợi nhuận trước thuế. Đôi khi các công ty muốn cho mọi người thấy rằng họ đang tạo ra nhiều tiền hơn thật sự. Một trong những cách xem họ có báo cáo chính xác không là xem xét các chứng từ lưu ở SEC và xem họ đã trả bao nhiêu thuế thu nhập doanh nghiệp. Bạn hãy lấy con số được báo cáo là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thuế và nhân với 35%. Nếu kết quả thu nhập được không bằng với số tiền mà công ty báo cáo là thuế thu nhập đã nộp, tốt hơn là chúng ta nên bắt đầu đặt câu hỏi. Sau nhiều năm, Warren đã học được rằng các công ty hay lừa dối IRS thì cũng thường chịu khó lừa dối các cổ đông. Cái hay của một công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn là nó tạo ra rất nhiều tiền nên không cần phải đánh lừa bất cứ ai để có vẻ tốt đẹp. Chương 19. Lợi nhuận thuần, những gì Warren đang tìm kiếm. Sau khi lấy doanh thu của công ty trừ đi tất cả chi phí và thuế, chúng ta sẽ có lợi nhuận thuần. Đây là chúng ta nhìn thấy công ty làm ra được bao nhiêu tiền sau khi trả thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi nhìn vào con số này, Warren đã chú ý một số điểm để quyết định liệu công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không. Do đó, chúng ta sẽ xem qua các chú ý đó chứ chưa bắt đầu ngay. Chú ý đầu tiên của Warren là liệu lợi nhuận thuần có thể hiện một xu hướng tăng trưởng từ trước đến giờ không. Với ông, con số lợi nhuận thuần trong một năm đơn lẻ rất vô nghĩa. Ông chỉ quan tâm liệu có sự nhất quán trong bức tranh lợi nhuận hay không và liệu xu hướng dài hạn có tăng trưởng không. Cả hai có thể được xem là tương đương với sự bền vững của lợi thế cạnh tranh. Warren cho rằng xu hướng không cần phải đều đặn. Cái ông tìm kiếm là xu hướng tăng trưởng từ quá khứ. Nhưng hãy lưu ý, do các chương trình mua cổ phiếu quỹ nên xu hướng lợi nhuận thuần trong quá khứ của một công ty có thể khác với xu hướng thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các chương trình mua cổ phiếu quỹ sẽ giúp tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng cách giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Một công ty giảm số cổ phiếu đang lưu hành nghĩa là số cổ phiếu được sử dụng để chia lợi nhuận thuần của công ty cũng giảm, lần lượt làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu mặc dù lợi nhuận thuần thực tế không tăng. Trong các ví dụ cực đoan, thậm chí chương trình mua cổ phiếu quỹ của ông, của công ty cũng có thể thu nhập trên mỗi giá cổ phiếu tăng lên, trong khi lợi nhuận thuần của công ty lại giảm. Mặc dù hầu hết các phân tích tài chính đều tập trung vào con số thu nhập trên mỗi cổ phiếu, Warren lại nhìn vào lợi nhuận thuần của doanh nghiệp để xem điều gì thật sự xảy ra. Warren đã học được rằng các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững sẽ có tỷ lệ lợi nhuận thuần so với tổng doanh thu cao hơn các đối thủ cạnh tranh. Warren đã nói rằng nếu được lựa chọn được sở hữu giữa một công ty có lợi nhuận 2 tỷ USD trên 10 tỷ USD tổng doanh thu hoặc một công ty tạo ra 5 tỷ USD lợi nhuận trên 100 tỷ USD doanh thu, ông sẽ chọn công ty tạo được 2 tỷ USD. Đó là vì công ty có lợi nhuận thuần 2 tỷ USD đang có lợi nhuận chiếm 20% tổng doanh thu, trong khi với công ty thu được 5 tỷ USD thì tỷ lệ này chỉ có 5%. Như vậy, trong khi con số tổng doanh thu cho chúng ta biết rất ít về đặc điểm kinh tế của doanh nghiệp, thì tỷ lệ của nó so với lợi nhuận thuần có thể cung cấp nhiều thông tin để so sánh với doanh nghiệp khác. Một nguyên tắc đơn giản là nếu một công ty đang cho thấy lịch sử lợi nhuận thuần trong quá khứ chiếm 20% tổng doanh thu,
thì có nhiều khả năng là công ty đang được hưởng lợi từ một số lợi thế cạnh tranh dài hạn. Tương tự, nếu lợi nhuận thuần của một công ty luôn dưới 10% tổng doanh thu hoặc có xu hướng như vậy, thì có nghĩa là nó đang kinh doanh trong một ngành có tính cạnh tranh cao. Khi không có một công ty nào có lợi thế cạnh tranh bền vững, tất nhiên nguyên tắc này chưa bao quát được các công ty có lợi nhuận chiếm từ 10% đến 20% tổng doanh thu, vốn là các công ty có một vàng trong kinh doanh sẵn sàng chờ khai thác mà chưa ai phát hiện ra. Một trong những ngoại lệ của quy tắc này là các ngân hàng và công ty tài chính. Với các định chế này, nếu có tỷ lệ lợi nhuận thuần so với tổng doanh thu cao bất thường thì thường có nghĩa là bộ phận quản lý rủi ro đã chỉnh mạng. Trong khi nhìn có vẻ hấp dẫn, các con số thực sự đã cho thấy ngân hàng chấp nhận rủi ro cao hơn để kiếm được nhiều tiền hơn. Mà trong trò chơi cho vay thì đây là một phương pháp kiếm tiền nhanh chóng, nhưng cái giá phải trả trong dài hạn là quá lớn và vướng vào các thảm họa tài chính không phải là một cách làm giàu. Chương 20. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Cách Warren phân biệt người chiến thắng với kẻ thua cuộc. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là lợi nhuận thuần của công ty tính trên cơ sở từng cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một con số có ý nghĩa lớn trong cổ phiếu đầu tư, vì trên nguyên tắc, thu nhập trên mỗi cổ phiếu càng cao bao nhiêu thì giá chứng khoán của công ty càng cao bấy nhiêu. Để xác định con số này, chúng ta lấy lợi nhuận thuần của công ty chia cho số cổ phần đang lưu hành. Ví dụ, nếu một công ty có lợi nhuận thuần là 10 triệu USD một năm và đang lưu hành 1 triệu cổ phần, vậy thì thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS của công ty là 10 USD, trong khi không một con số thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở một năm riêng lẻ có thể được thu nhập để nhận diện công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Thì dãy số thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong 10 năm có thể cho chúng ta biết một bức tranh rõ ràng liệu công ty đang có lợi thế cạnh tranh dài hạn và đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc hay không. Những gì Warren tìm kiếm là sự nhất quán và xu hướng tăng trưởng trong bức tranh thu nhập trên mỗi cổ phiếu qua 10 năm. Báo cáo này cho Warren thấy rằng công ty có lợi nhuận ổn định với xu hướng tăng, một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy công ty đang được xem xét có sở hữu một dạng lợi thế cạnh tranh dài hạn nào đó và đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc. Lợi nhuận ổn định thường là một dấu hiệu cho thấy công ty đang bán một sản phẩm hay một hỗn hợp sản phẩm không cần phải chi nhiều tiền để thay đổi hay cải tiến. Lợi nhuận có xu hướng tăng trưởng đồng nghĩa với việc lợi thế kinh tế của công ty đủ mạnh để cho phép nó dành chi phí tăng thị phần công ty qua quảng cáo hoặc mở rộng sản xuất, hay sử dụng các ứng dụng kỹ thuật tài chính như mua cổ phiếu quỹ. Các công ty mà Warren tránh xa thường có một bức tranh lợi nhuận thất thường như sau. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu qua năm. Báo cáo trên cho thấy xu hướng giảm bị ngắt quãng bởi các khoản lỗ, giúp Warren biết rằng công ty này đang thuộc một ngành cạnh tranh khốc liệt, có thể xảy ra bùng nổ và phá sản. Sự bùng nổ xảy ra khi cầu cao hơn cung, nhưng khi cầu quá lớn, công ty phải gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu, làm tăng chi phí và cuối cùng dẫn đến cung trong cả ngành bị thua. Cung bị dư thừa làm cho giá giảm, đồng nghĩa với việc các công ty bị lỗ cho đến khi xuất hiện đợt bùng nổ tiếp theo. Có hàng ngàn công ty như thế và các đợt biến động giá cổ phiếu rất mạnh gây ra bởi lợi nhuận thất thường của mỗi công ty khiến cho những nhà đầu tư theo giá trị truyền thống ảo tưởng rằng đây chính là cơ hội để mua vào. Thực chất, những gì họ đang mua là một chuyến tàu mất nhiều thời gian, chậm chạp mà không dẫn đến đâu cả. Chương 21. Bảng tổng quan, bảng cân đối kế toán.
Một trong những điều đầu tiên Warren làm khi cố gắng xác định một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không là xem công ty có bao nhiêu tài sản, tính về tiền mặt và đất đai và nợ bao nhiêu tiền của các nhà cung cấp, ngân hàng và các trái chủ. Để làm được điều này, ông nhìn vào bảng cân đối kế toán của công ty. Không giống như các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán chỉ dành cho một ngày nhất định. Chúng ta không có bảng cân đối kế toán cho một năm hay một quý. Chúng ta có thể tạo ra bảng cân đối kế toán cho một ngày bất kỳ trong năm, nhưng chỉ cho ngày cụ thể đó. Phòng kế toán của công ty sẽ lập bảng cân đối kế toán vào cuối mỗi quý. Bạn hãy xem đó là bảng chụp nhanh tình hình kinh tế của công ty vào ngày lập ra bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là toàn bộ tài sản được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm tiền mặt này, các khoản phải thu này, hàng tồn kho, đất đai, nhà xưởng và thiết bị. Phần thứ hai là nợ và vốn chủ sở hữu. Trong phần nợ, chúng ta có hai phần mục: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là tiền nợ trong vòng một năm dùng để bù đắp cho các khoản tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn, tổng hàng tồn kho, tổng các khoản phải thu, chi phí trả trước. Nợ dài hạn là nợ đến hạn trong một năm hoặc lâu hơn và bao gồm cả tiền nợ đối với các nhà cung cấp hàng hóa, thuế chưa trả, tiền vay ngân hàng và các khoản nợ trái phiếu. Trong một cuộc tìm kiếm các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, Warren chú ý đến một số mục nhất định trong phần tài sản và nợ. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau. Bây giờ nếu chúng ta lấy tổng tài sản trừ đi tổng nợ thì sẽ có được giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp tương đương vốn chủ sở hữu. Ví dụ, nếu doanh nghiệp có tài sản trị giá 100.000 USD và nợ 25.000 USD thì giá trị tài sản ròng hay vốn chủ sở hữu sẽ là 75.000 USD. Nhưng nếu doanh nghiệp có tài sản trị giá 100.000 USD và nợ 175.000 USD thì giá trị tài sản ròng sẽ âm hay vốn chủ sở hữu âm 75.000 USD. Tài sản trừ nợ bằng giá trị tài sản ròng hoặc vốn chủ sở hữu. Chúng ta đã kết thúc phần chính của bảng cân đối kế toán. Bây giờ hãy bắt đầu xem Warren sử dụng bảng cân đối kế toán và các mục, các tiểu mục của nó như thế nào để xác định một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững hơn với đối thủ hay không.
Chương 22: Tài sản. Đây là nơi cất giữ tất cả những gì tốt đẹp, tiền mặt, nhà xưởng và thiết bị, các bảng sáng chế và tất cả các công cụ làm giàu. Chúng được tìm thấy trên tất cả bảng cân đối tài sản ở mục trên bảng cân đối kế toán trong mục tài sản. Trên bảng cân đối kế toán, từ xưa các hệ thống kế toán đã chia tài sản của công ty thành hai nhóm riêng biệt: tài sản lưu động và các tài sản khác. Tài sản lưu động bao gồm tiền mặt và tương đương tiền mặt, các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu thuần, hàng tồn kho và một quỹ tổng hợp được gọi là tài sản khác. Những mục này được gọi là tài sản lưu động vì chúng là tiền mặt hoặc có thể được chuyển thành tiền mặt trong một khoảng thời gian rất ngắn, thường trong vòng 1 năm. Theo quy định, chúng được liệt kê trên bảng cân đối kế toán theo thứ tự thanh khoản, nghĩa là chúng có thể được chuyển sang tiền mặt trong bao lâu. Trước đây, tài sản lưu động còn được gọi là tài sản chuyển đổi nhanh, tài sản có tính thanh khoản hay tài sản luân chuyển. Tính chất quan trọng của các tài sản này là tính sẵn sàng hoặc chuyển sang tiền mặt và chi tiêu khi kinh tế của doanh nghiệp bắt đầu suy yếu và các nguồn vốn dành cho hoạt động ngày càng khác bắt đầu tan biến. Nếu bạn không thể tưởng tượng các nguồn vốn hoạt động biến mất như thế nào chỉ sau một đêm thì hãy xem trường hợp của Beersheim. Các tài sản khác là tài sản không lưu động, nghĩa là chúng sẽ không hoặc không thể được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 1 năm sắp tới. Chúng được liệt kê trong một danh mục riêng biệt ngay dưới mục tài sản lưu động, gồm có đầu tư dài hạn, đất đai, nhà xưởng và thiết bị, lợi thế thương mại, tài sản vô hình, phân bổ quý, lũy kế. Tài sản khác và chi phí tài sản dài hạn được hoãn. Hai nhóm tài sản này được tạo thành tổng tài sản của công ty thông qua chỉ tiêu chất lượng và số lượng của từng mục của tổng thể. Cả hai nhóm đã cho Warren biết nhiều điều về đặc tính kinh tế của doanh nghiệp và liệu doanh nghiệp đó có sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững đáng mơ ước giúp ông thật giàu có hay không. Đây là lý do tại sao chúng ta sẽ dành một số chương tiếp theo để thảo luận về từng loại tài sản và cách Warren sử dụng chúng để xác định một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào các mục và xem có thể sử dụng chúng một cách độc lập và chọn lọc như thế nào để giúp xác định doanh nghiệp ngoại hạng và có lợi thế cạnh tranh dài hạn trong kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc. Chương 23: Vòng quay tài sản lưu động, tiền được tạo ra như thế nào. Tài sản lưu động còn được xem là tài sản hoạt động của doanh nghiệp vì chúng nằm trong chu kỳ tiền mặt được dùng để mua hàng tồn kho, sau đó hàng tồn kho được bán cho nhà phân phối và trở thành các khoản phải thu. Các khoản phải thu khi thu được từ các nhà phân phối sẽ trở về tiền mặt. Tiền mặt sẽ đến hàng tồn kho và đến các khoản chi phí phải thu và sẽ quay lại tiền mặt. Quy trình này lặp đi lặp lại mãi mãi và đó là cách mà một doanh nghiệp tạo ra tiền. Các yếu tố khác nhau của vòng quay tài sản lưu động có thể cho Warren biết nhiều thông tin về tình trạng tài chính của doanh nghiệp và liệu nó có lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường hay không. Tiền mặt và các khoản tương đương của cải của Warren. Một trong những điều Warren làm đầu tiên là nhìn vào mục tài sản, xem công ty có bao nhiêu tiền mặt và tương đương tiền mặt. Loại tài sản này chính xác như tên gọi tiền mặt hoặc tương đương với tiền mặt, ví dụ như chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, trái phiếu kho bạc thời hạn 3 tháng hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao khác. Lượng tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt cao cho Warren biết được một trong hai điều. Trong trường hợp tốt là công ty có lợi thế cạnh tranh đang tạo ra rất nhiều tiền mặt, hoặc trong trường hợp không tốt là công ty vừa mới bán một ngành kinh doanh hay một lượng lớn trái phiếu. Lượng tiền mặt thấp hoặc không có dự trữ nhiều thường có nghĩa là công ty có các điều kiện kinh tế hạn chế hoặc tệ hại. Để xác định được công ty thuộc trường hợp nào, chúng ta hãy xem xét mục này kỹ hơn.
Thông thường, các công ty dự trữ tiền mặt để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh. Bạn hãy nghĩ đó là một quyển sổ sách rất lớn. Nhưng nếu chúng ta thu được nhiều lợi nhuận hơn so với số tiền chi ra, tiền mặt bắt đầu được tích lũy và làm nảy sinh vấn đề đầu tư là phải làm gì với tất cả lượng tiền mặt dư thừa đó. Kết quả là một rắc rối dễ chịu vì tiền mặt gửi ở ngân hàng hay mua chứng chỉ tiền gửi đều chỉ hưởng lãi suất thấp. Nên tốt hơn là chúng ta đưa tiền mặt vào hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư để có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Bạn muốn sở hữu gì nào? Một chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn có lãi suất 4% trên số tiền đầu tư hay một căn hộ sẽ mang đến cho bạn 20% tiền lời trên vốn. Tất nhiên bạn sẽ chọn căn hộ, đối với một doanh nghiệp cũng vậy. Dòng tiền đi vào doanh nghiệp và nếu nó vào nhanh hơn chi phí hoạt động kinh doanh đi ra thì tiền bắt đầu được tích lũy. Khi đó công ty phải quyết định làm gì với nó. Thông thường các công ty hay sử dụng lượng tiền mặt dự trữ để mở rộng hoạt động kinh doanh, mua một công ty mới, đầu tư thêm một doanh nghiệp có cổ phần thông qua thị trường chứng khoán, mua cổ phiếu quỹ hoặc trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Nhưng các công ty cũng rất thường xuyên chỉ cần gửi ngân hàng để tích lũy phòng. Lúc khó khăn, người ta không bao giờ thấy mình đã chuẩn bị quá kỹ về mặt tài chính được trong thế giới thay đổi liên tục và đầy thách thức hiện nay. Về cơ bản, một công ty có 3 cách tạo một lượng tiền mặt tích lũy lớn. Cách thứ nhất là bán trái phiếu hoặc cổ phiếu mới dạng công chúng, tạo tiền mặt tích lũy trước khi được đưa vào sử dụng. Cách thứ hai là bán một ngành kinh doanh hoặc các tài sản khác hiện có thuộc sở hữu của công ty. Cách này cũng có thể tạo tiền mặt tích lũy trước khi công ty tìm ra cách sử dụng khác. Trường hợp thứ ba là công ty có một ngành đang liên tục tạo ra nhiều tiền mặt hơn chi phí. Chính trường hợp một lượng tiền mặt tích lũy lớn được tạo ra bởi một ngành đang liên tục phát triển đã thực sự làm Warren chú ý, vì một công ty có thặng dư tiền mặt là kết quả của việc kinh doanh đang liên tục phát triển, thường là một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững nào đó và đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc. Khi nhìn vào một công ty đang trải qua khó khăn ngắn hạn trong kinh doanh và đang bị các tay chơi thiển cận của phố Wall sâu xé cổ phần, Warren sẽ nhìn vào tiền mặt hoặc các chứng khoán có thể mua bán được mà công ty đã tích lũy để biết liệu công ty có được sức mạnh tài chính để vượt qua những rắc rối đang diễn ra hay không. Như vậy, quy luật ở đây là nếu chúng ta thấy doanh nghiệp có nhiều tiền mặt và các chứng khoán mua bán được dùng với ít nợ hoặc không có nợ thì có cơ hội rất lớn là doanh nghiệp sẽ vẫn tồn tại được qua những giai đoạn khó khăn. Nhưng nếu công ty thiếu tiền mặt quan trọng và đang có một núi nợ thì đó có thể là một con tàu đang đắm mà thậm chí nhà quản lý tay ba nhất cũng không thể giữ lại được. Một thử nghiệm đơn giản để biết chính xác cái gì đang tạo ra tất cả tiền mặt đó là xem lại bảng cân đối kế toán của 7 năm gần nhất. Việc này sẽ giúp biết được lượng tiền mặt tích lũy đã được tạo ra bởi một sự kiện duy nhất, chẳng hạn như đặt bán trái phiếu hoặc cổ phần mới, thanh lý tài sản hoặc bán đi một ngành kinh doanh hiện có, hay số tiền đó được tạo ra nhờ hoạt động kinh doanh đang tiếp diễn. Nếu thấy có quá nhiều nợ thì có thể chúng ta đang làm việc với một doanh nghiệp ngoại hạn. Còn ngược lại, nếu chúng ta thấy quá nhiều tiền mặt tích lũy và có ít không có nợ, không có đợt bán cổ phiếu mới hoặc thanh lý tài sản và lịch sử lợi nhuận nhất quán thì có thể chúng ta đang thấy một doanh nghiệp tuyệt vời có lợi thế cạnh tranh bền vững mà Warren đang tìm kiếm. Một dạng công ty giúp chúng ta giàu có trong dài hạn. Chúng ta không được quên rằng tiền mặt là vua. Trong những thời cash is king, trong những thời điểm khó khăn, vì vậy nếu chúng ta có nó trong khi các đối thủ cạnh tranh không có thì chúng ta sẽ thống trị thị trường. Và thống trị là mục tiêu hướng đến của tất cả công ty, cho dù phải trả giá như thế nào. Chương 25. Hàng tồn kho, những gì công ty cần mua bán. Hàng tồn kho là sản phẩm của công ty đã lập kho, đã nhập kho nhờ bán cho các nhà cung cấp. Vì bảng cân đối là kế toán
vì bảng cân đối kế toán luôn là một ngày cụ thể nên số tiền trong mục hàng tồn kho trên bảng là giá trị hàng tồn kho của công ty ở ngày hôm đó. Đối với nhiều doanh nghiệp, hàng tồn kho còn có nguy cơ bị lỗi thời. Nhưng như chúng ta đã thảo luận trước đây, các công ty sản xuất có lợi thế cạnh tranh bền vững có lợi thế là các sản phẩm bán ra không bao giờ thay đổi là do và do đó không bao giờ bị lỗi thời. Đây là một lợi thế mà Warren muốn tìm hiểu. Khi cố gắng nhận diện một công ty sản xuất có lợi thế cạnh tranh bền vững, chúng ta tìm kiếm công ty có lượng hàng tồn kho và lợi nhuận thuần tăng trưởng tương ứng. Điều này cho thấy công ty đang tìm được các phương pháp có lợi để tăng doanh thu, và doanh thu tăng dần có lượng hàng tồn kho tăng để công ty có thể hoàn thành đơn đặt hàng đúng hạn. Nhiều công ty sản xuất có tồn kho tăng lên nhanh chóng một vài năm rồi lại giảm xuống đột ngột thì có nhiều khả năng là công ty thuộc những ngành có tính cạnh tranh cao, có những đợt bùng nổ và phá sản, và không ai có thể giàu có nếu từng lâm vào cảnh phá sản. Chương 26. Các khoản phải thu thuần, tiền người khác đang nợ công ty. Khi bán các sản phẩm cho người mua, công ty có thể thu tiền trước hoặc được thanh toán 30 ngày sau khi người mua nhận hàng. Một số doanh nghiệp thậm chí còn chưa thu được tiền mặt với thời gian lâu hơn. Thanh thu thuộc tình trạng lấp lửng này được gọi là các khoản phải thu. Đây là tiền thuộc sở hữu của công ty nhưng đang bị người khác nợ. Vì có một tỷ lệ nhất định người mua không thanh toán, chúng ta sẽ lấy các khoản phải thu trừ các khoản nợ xấu ước tính và chúng ta có các khoản phải thu thuần. Các khoản phải thu trừ nợ xấu bằng các khoản phải thu thuần. Khi đứng độc lập, con số các khoản thu thuần do chúng ta biết rất ít về lợi thế cạnh tranh dài hạn của công ty. Tuy nhiên, nó lại cung cấp nhiều thông tin về các công ty khác nhau trong cùng ngành. Trong những ngành hàng có tính cạnh tranh rất cao, một số công ty sẽ cố gắng đạt được lợi thế bằng cách đưa ra những điều khoản thanh toán tốt hơn. Họ có thể cho nhà phân phối nợ đến 120 ngày thay vì chỉ 30 ngày. Điều này sẽ làm gia tăng cả doanh thu lẫn các khoản phải thu. Nếu một công ty cho thấy một tỷ lệ ổn định các khoản phải thu thuần so với tổng doanh thu thấp hơn các đối thủ cạnh tranh thì nó thường có một dạng lợi thế cạnh tranh nào đó khi kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc mà các doanh nghiệp khác không có. Chương 27. Chi phí tạm ứng và tài sản lưu động khác. Đôi khi, các doanh nghiệp phải trả tiền trước cho hàng hóa và dịch vụ mà họ sẽ nhận được trong tương lai gần. Mặc dù họ chưa có quyền sở hữu hàng hóa hoặc chưa nhận được các lợi ích của dịch vụ, dù chưa nhận được hàng hóa hay dịch vụ, nhưng vì đã trả tiền nên đây là tài sản của doanh nghiệp. Chúng được ghi nhận như tài sản lưu động trong chi phí trả trước. Vì vậy, như phí bảo hiểm cho năm sắp tới được trả trước thì cũng được xem là một trong những chi phí tạm ứng như vậy. Chi phí tạm ứng không cho chúng ta biết nhiều thông tin về bản chất doanh nghiệp hay liệu nó có đang hưởng một số lợi thế cạnh tranh bền vững hay không. Các tài sản lưu động khác là các tài sản phi tiền mặt đến hạn trong năm nhưng đến nay công ty chưa nhận được. Mỗi ngày bao gồm các khoản như hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp được hoãn đến hạn trong năm nhưng hiện tại công ty chưa có tiền mặt. Chương 28. Tổng tài sản lưu động và hệ số thanh toán hiện hành. Từ lâu, tổng tài sản lưu động đã đóng vai trò quan trọng trong phân tích tài chính. Các nhà phân tích từ trước đến nay vẫn cho rằng lấy tài sản lưu động trừ đi nợ ngắn hạn của công ty sẽ biết được liệu công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn hay không. Họ đã xây dựng hệ số thanh toán hiện hành bằng cách lấy tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn. Hệ số này càng cao thì công ty càng có tính thanh khoản. Hệ số thanh khoản hiện hành lớn hơn 1 được xem là tốt và ngược lại. Nếu hệ số này nhỏ hơn 1, người ta tin rằng công ty có thể đang gặp khó khăn trong việc trang trải nợ ngắn hạn cho các chủ nợ. Thật khôi hài là nhiều công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững lại có hệ số thanh toán hiện hành thường xuyên nhỏ hơn con số 1 huyền diệu. Hệ số này là Moody là 0,64, Coca-Cola là 0,95, Procter & Gamble là 0,82 và Unilever là 0,88.
Theo trường phái cũ, điều này có nghĩa là những công ty này có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, nhưng sự thật là khả năng tạo lợi nhuận của họ quá tốt nên họ có thể dễ dàng trang trải các khoản nợ ngắn hạn. Tương tự, nhờ vào khả năng tạo lợi nhuận quá lớn, các công ty không gặp trở ngại trong việc tấn công thị trường giấy tờ có giá rẻ ngắn hạn nếu cần thêm tiền mặt trong ngắn hạn. Do có khả năng tạo lợi nhuận lớn, công ty cũng có thể trả cổ tức cao và mua cổ phiếu quỹ. Cả hai cách đều làm giảm tiền mặt dự trữ và giúp kéo các hệ số thanh toán hiện hành xuống dưới 1. Nhưng chính sự ổn định trong khả năng tạo lợi nhuận cùng với việc có lợi thế cạnh tranh bền vững đảm bảo rằng công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn và không trở thành nạn nhân của sự thăng trầm của chu kỳ kinh doanh và tình trạng suy thoái kinh tế. Tóm lại, hệ số thanh toán hiện hành của nhiều công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững vẫn nhỏ hơn 1. Những công ty như vậy tạo ra ngoại lệ rằng hệ số thanh toán hiện hành hầu như vô ích trong việc giúp chúng ta xác định liệu một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững hay không. Chương 29. Đất đai, nhà xưởng và thiết bị. Với Warren, không có mục này có thể lại là một điều tốt. Đất đai, nhà xưởng, sản xuất là thiết bị của một công ty cùng với giá trị tổng hợp của chúng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán như một tài sản. Chúng được ghi nhận theo chi phí ban đầu, trừ đi khấu hao lũy kế. Khi nhà xưởng và thiết bị bị hao mòn từ chỗ một, thì mỗi năm có một khoản chi phí được tính dựa trên nhà xưởng và thiết bị, đó chính là khấu hao. Các công ty không có lợi thế cạnh tranh dài hạn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh liên tục, nghĩa là họ phải không ngừng nâng cao các thiết bị sản xuất để cố gắng duy trì tính cạnh tranh, thường là trước khi các thiết bị bị hao mòn hết. Tất nhiên điều này gây ra một chi phí thường xuyên khá đáng kể, đồng thời luôn làm gia tăng số lượng nhà xưởng và thiết bị của công ty liệt kê trên bảng cân đối kế toán. Một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững không cần phải liên tục nâng cấp nhà xưởng và thiết bị giữ vững lợi thế cạnh tranh. Chúng ta lấy ví dụ thương hiệu kẹo cao su. Công ty xây dựng một sản xuất kẹo cao su và không cần nâng cấp nhà xưởng và thiết bị cho đến khi chúng bị hao mòn. Do đó công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững chỉ cần thay thế nhà xưởng và thiết bị khi chúng bị hao mòn, trong khi công ty không có lợi thế đó phải thay thế nhà xưởng và giữ và thiết bị để giữ tốc độ cạnh tranh. Một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững sẽ có thể tự tài trợ nhà xưởng và thiết bị mới, nhưng một công ty không có lợi thế đó sẽ buộc phải vay nợ để tài trợ cho nhu cầu trang bị lại nhà xưởng liên tục để theo kịp cạnh tranh. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi xem xét một công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn như Wiley. Họ có nhà xưởng và thiết bị trị giá 1,4 tỷ USD, có 1 tỷ USD nợ và tạo ra khoảng 500 triệu USD mỗi năm. Kẹo cao su không phải là một sản phẩm có nhiều thay đổi và thương hiệu của Wiley đảm bảo được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ khác. Còn GM phải đối đầu với mọi sản xuất xe hơi trên hành tinh và chiếm được sản phẩm hỗn hợp của họ cần phải được nâng cấp và tái thiết kế liên tục để duy trì vị trí dẫn đầu trong mọi cuộc cạnh tranh. Điều này có nghĩa là các nhà xưởng của GM phải thường xuyên được tái trang bị để sản xuất các sản phẩm mới. Sản xuất kẹo cao su là một loại hình kinh doanh tốt hơn và có nhiều lợi nhuận hơn cho cổ đông so với sản xuất xe ô tô. Như Warren đã nói, sản xuất một sản phẩm nhất quán không cần thay đổi cũng đồng nghĩa với việc có được lợi nhuận ổn định. Sản phẩm nhất quán có nghĩa là không cần phải chi quá nhiều tiền nâng cấp nhà xưởng và thiết bị mà vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh, giúp giải phóng hàng tấn tiền cho các dự án tạo ra tiền khác. Để giàu có, trước tiên chúng ta phải tạo ra tiền, và nếu chúng ta có thể tạo ra nhiều tiền thì sẽ rất tốt. Một trong những cách tạo ra nhiều tiền là không cần phải chi quá nhiều tiền để giữ vững vị trí cạnh tranh.